Đứa bé chỉ có 5 tuổi thôi, nhưng lại bị một người đàn ông tầm ở tuổi lục tuần xâm hại. Em bắt gặp tại chặn luôn mà em bắt ổng không có được. Bắt gặp tại chặn luôn? Trả lời nó con ở đây nè mẹ ơi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Con bé chỉ có 5 tuổi thôi. Chú đó kêu lên đây chú cho về. Nó nói ổng cởi quần con ra rồi ổng làm con. Ổng vô bóng cái ổng dẫn con vô. Con la lên chú đó bịt mở con lại. Chú đó kêu mẹ em chưa con giết mẹ vợ. Ô trẻ ơi, xảy ra chuyện gì đó tới giờ em nghĩ bán luôn. Giá nào em cũng phải lấy công bằng lại cho em nuôi con. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa nhà, Trung đang có mặt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ở đây Trung nhận được một cuộc gọi của một người mẹ đã nhờ Trung đến đây để quay một hoàn cảnh. Nếu nói một hoàn cảnh thì mình không nói rõ lắm, tuy nhiên có một cái trường hợp hết sức là tế nhị. Trung không biết có nên chia sẻ câu chuyện này lên cho cộng đồng cả nhà được biết không, nhưng mà qua lời yêu cầu của người mẹ thì Trung đã đến đây để ghi nhận một trường hợp mà có thể nói khi đưa trường hợp này lên là rất là nhiều người sẽ phẫn nộ về cái câu chuyện này. Thưa nhà, đó là một đứa bé chỉ có 5 tuổi thôi nhưng lại bị một người đàn ông tầm ở tuổi lục tuần xâm hại và xâm hại thân thể của bé. Nói về câu chuyện này rất là nhạy cảm. Câu chuyện này đã được đưa lên lên qua những cái cộng đồng ở ngay khu vực này, ở ngay vị trí này. Nhà của chị là nhiều người rất là bức xúc câu chuyện này. Và hôm nay thì Trung nghe câu chuyện này và muốn đến đây để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh thực tế ra sao qua lời kể của người mẹ cũng như lời kể của bé, có đúng sự thật như vậy hay không, và nhờ cô chú chị mình phán xét cũng như là cộng đồng mình sẽ xem xét cái trường hợp này sao. Trước mắt ở đây thì mình được biết là gia cảnh của chị cũng khá là nghèo khó, khi mà chị có 6 đứa con, hai vợ chồng nghèo khó trong cái khu nhà 6 con. Chị đang đứng ở đây thì cái nhà Trung sẽ gặp ở chị ở nhà nha. Dạ thưa chị, xin lỗi là không biết là chị tên gì ạ? Dạ em tên Lâm Thị Trúc Sinh. Dạ, không biết là hoàn cảnh của mình là hiện tại là mình đang có mấy đứa con? Dạ, em hiện tại sống với em thì 5 đứa. Còn ở trên bà ngoại, ông ngoại là một đứa, là hết thảy 6 đứa. 6 đứa con hết luôn? Dạ. Wow, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 35 tuổi. Chồng chị cũng còn ở sống với chị đúng không? Dạ. Chồng chị làm nghề gì? Dạ, đi làm cá thuê. Làm cá thuê là... Đi bắt cá cho người ta. Đi bắt cá hả? Dạ. Rồi chị đã làm gì? Dạ em ở nhà em giữ mấy đứa nhỏ mà. Dạ. Thì bữa hổm em có đi bán vé số á. Dạ. Rồi đầu bỏ cái con bé này ở nhà nè. Rồi xảy ra chuyện gì đó tới giờ em nghỉ bán luôn. Làm trước chị bán vé số. Dạ. Tức là cả hai đều đi có cái thu nhập hết. Dạ. Nhưng mà mỗi lần hai vợ chồng mình đi ra ngoài thì là mấy đứa nhỏ ở nhà. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ, đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 15 tuổi. Đứa lớn 15. 15 tuổi? Dạ, ở với ông ngoại. Rồi ông ngoại ở nhà coi giữ hả? Ông ngoại nó học ở trên miền Tây á. Dạ. Dạ. Học ở, ông ngoại ở miền Tây? Dạ. Nhưng mà ông ngoại ở đây đúng không? Không, ông ở trên miền Tây á, ở tỉnh An Giang á. Là ông ngoại đang ở An Giang? Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ lúc đó là ông ngoại giữ hay là... Con mình anh, con bé lớn là ở với ông ngoại thôi. Còn năm bé này là ở với em. Dạ. Rồi là cái bé mà bị xâm hại là bé này? Dạ, bé Bùi Thị Ngọc Trinh. Dạ, Bùi Thị Ngọc Trinh. Dạ. Là lúc đó đang ở với chị hay sao? Dạ, đang ở với em. Đang ở với chị mà sao lại có thể xâm hại được? Tại vì em đi bán vé số á, rồi bỏ con bé ở nhà, rồi nó đi xuống tượng đài này nè, nó chơi. Rồi ổng gặp nó, cái ổng mới dụ nó đi lên tượng đài chiến thắng á. Rồi em đi bán về em không thấy nó, em đi kiếm. Em đi kiếm không gặp, mà kiếm đi lên trên đó đó em gặp nó. Rồi em mới chạy xuống nhà ổng. Rồi hai em kêu ổng ra hỏi mà ổng không có ra. Thì cái em dặn em mới lấy đồ em chọi, cái ổng đi lên chảnh báo công an là ổng nói em lấy đồ ổng, lấy tiền này kia đó. Rồi cái báo công an, cái em cũng đi lên chảnh kiện là nói con bé em bị vậy đó, rồi công an mới đưa đi khám này kia. Rồi bắt đầu
Người công an mới xử là bắt ổng rồi. Nhưng mà 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi mà chưa có nghe tin tức gì hết. À, sự việc này nó xảy ra 3-4 tháng nay. Dạ. Dạ, à, lúc đầu thì chị dẫn đứa con chị đi bán vé số cùng. Mà nhưng mà chị đang thả nó đi rong chơi. À, chị bán số thả nó đi rong. Nó không có đi với em. À, không đi với chị. Dạ. Nhưng mà sau khi chị đi về thì chị mới gặp cái trường hợp là con chị đi đâu mất tiêu. Dạ. Chị tìm kiếm là mới thấy là bé đang ở phía trên kia. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì rồi bé mới khai ra là bé bị cái gì với mình hả? Dạ. Là bé khai là khai như thế nào chị? Không có khai, em bắt gặp tại chặn luôn mà em bắt ổng không có được. Bắt gặp tại chặn luôn? Dạ, tại vì ổng đứng trong bóng tối, em kêu là kiến A con ở đâu vậy? Nó trả lời nó con ở đây nè mẹ ơi. Rồi đầu là em chạy lại là em thấy vậy đó mà bắt ổng không được. Rồi đầu hả, em mới đi xuống nhà ổng. Rồi em mới hỏi con nhỏ này là ổng làm gì? Nó nói ổng cởi quần con ra rồi ổng làm con vậy đó. Rồi nó nói tại chỗ luôn vậy hả? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Con tên gì? Ngọc Trinh. Rồi cái chú đó là chú làm cái gì con? Chú hộ con cô dân chim cò. Lúc đó con có đau không? Dạ có. Trời ơi cả nhà, bé nói mà không, một cái bé chỉ có 5 tuổi thôi mà rất là nhỏ. Bé xíu như thế này luôn á nha. Bé xíu nè. Lúc con gặp chú đó là chú nói gì mà con đi theo vậy? Chú đó kêu lên đây chú cho tiền. À, đi lên chú cho tiền. Rồi con đi theo. Rồi chú cho tiền con không? Rồi lên đó rồi chú nhốt lại hay là chú vẫn mở cửa? Không phải. Ở trên cựng đòi á, ổng vô bóng tối, ổng dụ con vô. Chú dụ con vô cái bóng tối. Nhưng trong đó có cái gì con nhớ không? Dạ có một cái lỗ, ổng chạy cái áo ổng xuống, ổng mắt con nằm xuống, ổng đè con. Ôi trời cả nhà. Nó nghĩ sao, nó thấy sao nó nói vậy thôi cả nhà. Thưa chị, là khi mà chị nghe bé nói như vậy rồi chị xuống trình báo với công an hả? Dạ, trình báo với công an rồi. Công an ha, kêu ổng lại trình báo với công an, ổng hay biết là ổng sai phạm rồi ổng chạy trốn. Rồi cái công an mới chở bé này đi khám. Rồi là đưa lên định quán khám có giấy kết quả, xong rồi là công an là điện về dưới xã Phú Ngọc này là bắt ổng tới 2 bữa, 2 ngày 2 đêm mới bắt được ổng. À. Yeah. À, nhưng mà sự việc đó tới nay thì nó vẫn chưa tiếp tục xử. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cái kết quả đó là mình còn giữ không? Dạ, cái nói chung ra là em không có biết chữ, là em nhờ bên công an huyện với bên hội bảo vệ trẻ em á, là bên công an huyện người ta chở em đi mà người ta không có cho em giữ giấy tờ gì hết trơn á, là người ta giữ hết, là em chỉ có lăn tay thôi, là thủ tục người ta làm hết. À, rồi giấy tờ mình cũng không giữ là luôn gì hả? Dạ. Wow, cả nhà cũng, chị thì nghèo khó rồi, không biết chữ, rồi chồng chị có biết chữ không vậy? Dạ, ảnh cũng không có đi học nữa gì, chỉ học lớn người ta thôi, thì cũng biết ký tên này kia thôi. À, biết ký thôi chứ thực ra cũng không rành chữ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sự việc đến đây là mấy tháng rồi? Dạ, gần 4 tháng rồi. Bên công an khu vực thì có nói là hẹn khi nào sẽ xử lý vụ án này không? Dạ không. Không có nghe nói gì trơn, em điện em hỏi gì mấy chị nói là đang thu thập hồ sơ gì đó, em cũng không hiểu nữa. Thì chị nói vụ án này người ta xử cho chị mà chị yên tâm đi. Mà dạ. Em hỏi cứ trả lời vậy không à. Dạ, thưa cả nhà, có thể là trong giai đoạn này bên chính quyền cũng đang thu thập những hồ sơ đầy đủ để mà xử lý. Mình nghĩ rằng là cũng sẽ sớm thôi, tại vì việc này nó rất là nghiêm trọng đối với một trẻ em, mà đặc biệt chỉ có 5 tuổi thôi, và có được cái giấy tờ mà khám nghiệm rõ ràng luôn. Và ở đây thì chỗ người mẹ thì muốn đòi là cái sự công bằng cho con mình, hiện tại thì để gọi là lấy lại cái công bằng thôi đấy. Con ơi, cái lúc mà con bị chú đó làm việc đó với con á, là con có khóc không?
con hóc vô xong mẹ con thấy kiến con hóc mẹ con chạy lại mẹ con thấy rồi xong ổng leo lên xe ổng hả dốc ổng về ổng cắm rồi xong ổng đi lên công an ổng báo. Tức là ổng lại báo ngược trở lại, bắt ông lại ngược lại. Báo ngược lại là đuổi thừa em là lấy đồ của ổng. Tại vì là ổng bị em bắt gặp mà em xuống nhà kêu ổng ra nói chuyện hỏi coi ổng có làm gì con bé này hay không. Mà ổng không có đi ra, rồi ổng chạy trốn luôn. Rồi xong bắt đầu là ổng mới từng có. Ổng mới về nhà chứ ổng nói là ha, ổng đi lên ổng báo công an, ổng nói là em đi lấy đồ của ổng. Rồi cái xong rồi em mới nói nè, em nói á, tôi không có lấy đồ chú, tôi lên là tôi chỉ hỏi chú là cái vụ như vậy là kiểu như mình hỏi cho bà, anh hỏi coi có làm như vậy hay không, tận giải quyết cho ổn thỏa mà ổng không có nói. Rồi đầu ha, công an mới nói chị chắc ăn không, là nói em khai cái gì công an không có tin, hỏi con bé này, rồi công an mới tin là mới chở nó đi khám. Là mới chở con bé này đi khám đó. Rồi ổng nghe nó chở con bé này đi khám cái rồi là ổng đi về là ổng trốn tiêu luôn. Nhà của ổng chắc là chị biết đúng không? Dạ, ổng ở ngoài Sài Gòn á, ổng thuê nhà trong này ổng ở thôi. Ổng là đi vô đây là ổng làm nghề bấm nguyệt. Ổng sống một mình ở với ai ở đây? Sống có một mình nè. Thưa cả nhà, cái sự việc này nó đưa lên, nếu mà đưa lên cho bà con mà đúng về bảo vệ trẻ em ấy, chắc chắn là sẽ vô cuộc để mà làm rõ cái câu chuyện này. Ở nước ngoài rất là kinh khủng, rất là kinh khủng, một sự việc này rất là kinh khủng. Những việc này nếu chúng ta không có đưa lên để mà nói rõ ra để cái cộng đồng nhiều trường hợp khác bị thì sẽ như thế nào nữa. Thì cái này là cũng là cái câu chuyện mà Trung ở đây cũng như là anh em ở đây đều muốn lan tỏa cái câu chuyện này ra để mà cho một bài học nào đó về như là chỗ chị biết coi giữ con thế nào. Để cho con mình không bị dụ dỗ như vậy. Ngoài ra thì ở đây thì vấn đề là quan trọng là phải được bảo, các trẻ em được bảo vệ cả nhà. Thưa chị, nếu trường hợp này mà gọi là nếu mà nó không được giải quyết thì chị có gọi là nhắm mắt xuôi tay buông tay cho sự việc xảy ra diễn ra không? Thôi không? Dạ không. Giá nào em cũng phải lấy công bằng lại cho em con em. Dạ. 6 đứa con cả nhà. Rồi đi, một vợ chồng đi vậy là thu nhập mỗi ngày tính ra được bao nhiêu tiền? Chung ra là lương không có ổn định. Tại vì mình bắt cho người ta là mình ăn sản phẩm á. Nếu mà chủ người ta cần cá nhiều á là mình có tiền hơi nhiều một chút. Còn chủ người ta cần cá ít thì mình có tiền hơi ít một chút. Mỗi ngày như vậy là mình thu nhập là bình quân là cỡ 200 hay là 300? Nhìn khi 200 mấy, 200, trăm mấy, 100 ngàn có không chừng. Mà nuôi tới 6 đứa con á, cả nhà, nuôi tới 6 đứa con luôn. Rồi bé con đi học không? Dạ có, học trường nhà trẻ. Bé học trường nhà trẻ hả? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ con còn đi học đúng không? Dạ. Rồi khi con đi học như vậy con có sợ khi gặp mấy người đàn ông như vậy không? Có một cái nỗi ám ảnh cả nhà, rất là sợ khi mà gặp những trường hợp như vậy. Chị cho em hỏi nè, như lúc bây giờ hiện tại giờ là cái người đàn ông đó là không còn ở địa phương nữa. Dạ, không có còn ở địa phương này nữa. Nghe, tại vì bữa hổm là có bắt ổng lên xã, em có thấy thiệt. Rồi đưa công an chở đi lên tỉnh để nó là ổng không có còn nằm ở địa phương này nữa. Tức là bây giờ người đàn ông nó không còn ở địa phương này nữa. Dạ. Dạ. Không, nhưng mà vấn đề bên nghiệp vụ sẽ làm ra thôi. Tại ổng cũng sẽ có gốc để mà có giấy mời. Thì ở đây mình nghĩ rằng là cái sự việc này là bên chính quyền đang tạm thời thôi để mà thu thập đủ bằng chứng thôi. Chắc chắn là sẽ sớm vô cuộc. Thưa chị là ở đây là địa chỉ như thế nào chị? Dạ, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Dạ, xã Phú Ngọc cả nhà nha. Vậy là bây giờ mình trình báo công an xã Phú Ngọc hả? Dạ. Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thì hy vọng là các anh bên công an xã mình sẽ quan tâm hơn cái sự việc này để sự việc này nhanh chóng có cái hồi kết. Chung ra là nhầm khi vậy nó cũng như bình thường như bé khác. Nhầm khi vậy nó sao đâu á, mình nói cái là nó không có nghe, nó kiểu như mình nói, mình biết, mình dạy nó cái đó sai mà nó cố tình nó làm thêm nữa.
Dạ là em cũng có thấy chạm. Nhưng mà trong bóng tối mình không có chính xác được. Rồi em mới về nhà, em chở con bé về nhà em mới hỏi. Rồi con bé nó mới kể gì đó em là em mới chạy lên nhà ổng. Mà ổng không có chịu ra nói chuyện. Rồi thành ra là ha, em mới giận quá đó là em lấy đá em chọi vô nhà ổng, có chọi vô nhà ổng thiệt. Nhưng mà cái ổng trốn cửa sau ổng đi luôn. Rồi cái ổng mới sợ là em là xách dao này kia chém ổng hay gì em cũng không biết. Cái ổng mới đi lên chảnh ổng báo công an là đặng cho công an nó can thiệp là em không có xuống quậy nữa. Mà rốt cuộc là em mới giận quá em đi lên chảnh công an mời em, rồi em mới sẵn là em nói sự việc như vậy đó. Rồi công an mới hỏi con bé này, rồi mới chở nó đi khám. Rồi trong đêm nó chở nó đi khám, rồi là ổng làm thủ tục ổng đi về liền luôn. Kêu người bảo lãnh ổng đi về liền. Rồi ổng đi về xong là ổng trốn biệt tích luôn. Là công an khám được là bé nó xảy ra chuyện gì đó là bắt đầu là mới chạy điện về trên xã Phú Ngọc này là bắt ổng lợn. Đã kiếm ổng 2 ngày 2 đêm mới gặp ổng. Dạ, dạ. Sự việc đó nó như là đã xâm phạm luôn rồi. Dạ. Dạ. Tất cả những gì mà chị khai ra, chị nói ra đều đó là những cái căn cứ á, để mà làm luật bên công an sẽ là làm để rõ hơn nha. Thành ra chị mình nói đúng, nó đúng sự thật, hai đúng sự thật cũng như là bé cũng hai đúng sự thật cả nhà. Khi mà Trung cũng như anh em tới đây cũng là ghi hình này thì cũng đã nói rõ với chỗ chị là đồng ý để mà ghi hình, và cũng đây là clip mà cũng đưa lên cho truyền thông cho bà con rộng rãi, thậm chí là ngay cả chính quyền cũng sẽ là xem được cái video này. Đến con. Ừ. Dạ chị, thì chị cho rồi bánh. Khi mà chồng chị nghe tin như vậy là chồng chị có nghĩ gì? Dạ có, anh đòi đi lên chảnh nhưng mà em nói là ha công an người ta can thiệp rồi, anh đừng có đi lên. Sợ nhầm khi á ảnh làm cha mà ảnh nghe ảnh cũng nóng tính nữa. Rồi em cũng khuyên ảnh nói vợ ha để cho công an can thiệp đi chứ giờ mình giết cả ông con mình đâu có lành lặn lại được đâu. Dạ. Có thể gặp được chồng chị đó được không? Gặp chồng chị á. Chồng chị. Dạ. Chị, tại vì khi mà chị đưa cái thông tin của chị qua cho bên anh em của em thì nói là cái việc này rất là tế nhị. Rồi chị muốn nói là mong muốn chia sẻ lên để lấy lại sự công bằng cho con gái chị. Thì vì cái vấn đề là từ đến nay không có nghe báo cáo gì thêm. Thì cũng chưa biết là tình hình nó ra như thế nào đúng không? Thì chị bây giờ nếu mà nói về bé nó có bị ám ảnh là nó sao, chị kể hết cho tụi em nghe đi, như cái dấu hiệu thường ngày của bé là sao đó. Bé gì hả, nhìn khi gì giấc tối, nhìn khi nó ngủ gì nó mớn nó la vậy, nó cứ vậy đó. Nhìn khi mà nó quậy mà cái gì ha, anh biết làm cái đó sai nha. Hồi lúc đó thì nó nghe lời lắm. Biết cái đó chặt rồi nói nó là nó nghe lời, còn giờ nó biết cái đó mà giải thích cho nó sai rồi là nó cố gắng nó làm nữa. Cái chú mà dụ con hôm đó là con hồi trước con có gặp mặt chú đó lần này chưa? Có. Chắc gặp cũng mấy lần, ít chứ cũng nhiều lần hay sao chị? Dạ, có gặp nhiều lần. Gặp 3 lần. Gặp 3 lần. Rồi xong là chú hôm đó là chú dụ đi vô để mà cho tiền. Ôi trời ơi. Mà con cái chú này cũng khá là tin, gọi là tin cái nhà nha. Báo người công an trở lại luôn là chỉ là người đang gây rối cho nhà ảnh. Đấy. Rồi bây giờ những người nghèo thế này đó nha, những người nghèo không có tiền, không có của rồi, không biết chữ nữa, không có gì, không thể nào đứng lên để làm việc đúng rõ, cho nên thành ra mấy anh YouTube mới hôm nay qua đây để mà ghi hình để đưa lên, hy vọng rằng là chính quyền mình sớm nhanh chóng để mà càng biết số, càng biết chữ. À dạ. Rồi con ngủ con thấy chim bao con sợ gì không? Con thấy khi nào thấy chim bao con thấy là cái ảnh hình ảnh đó không? Được cả. Con thấy là hình ảnh mà chú đó làm vậy con hả? Dạ. Chú đó đè con xuống hay sao? Chú đó đè con xuống. Rồi chú đó có đánh con không? À, không. Con là chú đó bịt mở con lại. Chú đó kêu mẹ em cho con giết mẹ vợ. Trời, nói gì luôn. Ở lúc đó con có sợ không? Chú giết con á, đúng không? Lúc đó con sợ.
con sợ giết nên còn nằm im luôn hả? Không, con dậy rồi xong á chú đó đánh con rồi xong á. Rồi sao mẹ con thấy con ở đó, mẹ con bắt chờ. Rồi sao mẫm hãy dốc xuống, mẹ con đuổi theo không kịp. Chú có đánh con ở đâu? Ở trong bụi cỏ. Nhưng mà chú đánh con vô người là đánh chỗ nào? Chỗ này. Dạ, đánh tay à? Dạ. Cái ông chú đó là có hay nói chuyện với con nhiều không? Dạ, nói chuyện với con có 3 lần. Ba lần. Nhớ 3 lần, mà mỗi lần nói chuyện lâu không? Dạ. Dạ lúc lâu. Lúc một ngày là ổng nói chuyện con chạy ổng bắt con rồi. À rồi chú đó là nói khi nào mà cho tiền cho kẹo cho con lần nào chưa? Dạ chưa. Chú đó cho con tiền thôi à. À, lúc đó con cho tiền con trước đó rồi hả? Rồi lần đó lần sau là chú cho tiền để rồi mới kêu con nó vô đó đúng không? Nhưng mà chưa có cho. Đó cho tiền trước. Cho tiền trước rồi mới dẫn con vô đó. Dạ. Đúng không? Dạ xong con la lên. Chú đó cho con bao nhiêu? 5.000. Cho 5.000 ví dụ. Đó rồi xong rồi con vô dẫn con vô đó. Đúng không? Dẫn con vô đó. Con thấy bụi cỏ. Dạ, không chỗ có... em kìa. Không có ai nhìn thấy hết. Giờ xong con la lên người ta phát hiện. Ông kêu mày la lên để cho con vô cùng hả? Là để cho ta vô tù hả? Dạ. Rồi chú đó làm gì con nữa? Chú đó núp cho em con. Làm gì? Chú đó núp cho em con. Để chú đó làm có 3 cái đó. Quýnh con? Dạ. Rồi làm chuyện đó nữa đó nha. Về khi là con bé nó kể là y chang như vậy không chị? Dạ, y chang gì đó. Rồi công an là kêu nó lấy lời khai. Là trong khi đó là lấy lời khai 3 ngày là cũng nó khai cũng y gan vậy luôn. Là cũng một lời nói y chang như vậy. Dạ. Như là bé đang kể cho anh Trung nghe ha. Dạ, cũng một lời nói đó y gan vậy luôn. Khi mà chị phát hiện ra bé là chị có thấy trên người bé có dấu vết đồ gì không chị? Dạ có kiểu như đồ nó dơ. Rồi với là đi lên trên kia khám là em cũng có đi vô trong. Có dấu hiệu bị đánh rồi gì không? Dạ, dấu hiệu bị đánh thì nói chung ra là nó mặc cái áo dày mình không có để ý là không có thấm vô trong. Tại vì chắc ổng quýnh bụi bặm hay gì mình không biết. Nhưng mà khám cái vụ kia là có. Nhưng mà còn cái vết tích mà của người đàn ông để lại đó là có không? Dạ, vì vết tích thì không có. Nhưng mà nó đã bị rồi. Bác sĩ là khám hai bệnh viện luôn. Bệnh viện ở trên Đồng Nai với bệnh viện Biên Hòa. Là cái gốc kết ông này là ở trong miền Tây ra đây. Ông ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Bây giờ thì ông đi đâu có tiêu rồi, không còn ở đây nữa. Đó, cả nhà, cái sự việc này không biết là có chìm xuồng hay không. Đó, thì chắc là phải đợi xem cả nhà, đợi xem. Bây giờ về chị, giờ có sẵn trên video đây thì chị có mong muốn điều gì thì sẵn có anh Trung ở đây nữa thì chị cứ chia sẻ. Và cái điều mong muốn của chị ra sao để cho mọi người cùng biết là mình nên cần gì và như thế nào để cho mọi người có thể giúp đỡ được mình trong vấn đề nào thì cứ tâm sự giải bày đi. Thì sẵn như đây cũng có tất cả mọi người cũng đang xem video nữa thì người ta sẽ hiểu là đồng cảm được giúp đỡ chị gì thì giúp đỡ cho chị. Chung ra là em cũng nhờ cộng đồng mạng là ha, giúp đỡ cho em là lấy lại sự công bằng cho con em là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nhờ bên Mạnh Thường Quân là hỗ trợ cho em để đang có một ít cái khả năng để em lo cho con em nó đi học cho nó đầy đủ. Chị có 6 đứa con mà mấy đứa con đi học chị? Dạ, chung ra là đi học là 3 đứa nhỏ à, còn 2 đứa lớn là nó không có đi học. 2 đứa lớn là chỉ có đi phụ mẹ này kia làm cái này như kiểu như hồi lúc đó là nó đi bán vé số với em. Là 2 mẹ con đi bán. Với cái thằng trai thứ 3 luôn mà bây giờ thì thằng trai thứ 3 nó ở với bà nội. Là ông nội ông mắc là nó xuống dưới nó phụ làm chả này kia tiếp bà nội. Rồi bây giờ nếu mà thưa kiện thì nó sẽ ra sao, chị có suy nghĩ tới điều đó chưa? Dạ thưa kiện là công an có chăng không? Đợi đi mà về chị.
với công an là bữa hổm là cũng có mời em lên một lần mà hỏi em là nếu mà bên kia bồi thường là em yêu cầu em bồi thường là bồi thường theo cách thức nào. Em nói là em không có gầm về pháp luật. Bây giờ là nếu mà bồi thường thì bồi thường theo yêu cầu theo pháp luật đi. Cái đầu nghe nói chỉ hỏi như vậy thôi rồi là tới bây giờ cũng cả tháng trời rồi đó. Mà bên gia đình đó cũng không có lợi, cũng không có lợi nhà lần nào chứ. Phía bên cái bị chồng kia cũng không ai ra đứng ra nói tiếng nào hết. Dạ ha. Thì bên cơ quan chức năng người ta đã hỏi chị là chấm bồi thường như thế nào mà dạ. Chị cũng không có đưa ra cái điều kiện luôn. Dạ. Và bây giờ nếu mà bây giờ trên đây thì chị muốn có suy nghĩ lại rồi chị muốn chia sẻ là cái hiện tại bây giờ chị muốn là bên đó bồi thường chị ra sao? Đừng có quậy con. Nhưng mà bên đó mà bồi đi nè. Bồi thường cho em á thì em yêu cầu là chỉ bồi thường 30 triệu thôi. Là tại vì là nói chung ra là ai cũng nghèo khổ hết. Em chỉ cần bao nhiêu đó đừng lo cho con em ăn học là được rồi. Là bù đắp cho nó, tổn thương cho nó thôi. Chung ra là người mình sống mà người lúc nào người ta cũng mình nhậm khi bản thân mình cũng xảy ra một cái lỗi nữa. Mà nếu mà không có lỗi không ăn năn thì chừa cho người ta con đường sống đi. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện này nó là xâm phạm với trẻ em thì không lấy cái giá mà cho giết dậy bãi dại đâu. Thật sự là như vậy á. Đúng rồi. À, khi mà chuyện nó ra thì cái người đàn ông kia cũng khó mà tránh khỏi những cái tội. Con đứng con đứng con đứng lên con. Ngồi dậy đây là mấy chú nói chuyện chút xíu nè. Nhưng mẹ nói là nó quậy nó không nghe đâu. Ngoan con đứng không? Ngoan à. Ngoan. Ngoan. Ngồi vậy. Chú bé nó còn nhỏ quá nó chưa biết gì hết. Ngồi vậy nè, ngồi vậy. Lát nữa mẹ mẹ mua kem cho. Lát nữa cho tiền đi mua bánh ăn. Dễ đi. Chú tiền mua bánh ăn con nha. Đi ngồi vậy. Ngồi vậy cho mấy chú. Ngồi vậy đi. Nhưng mà nếu mà ông có đền bù một số tiền nào đó thỏa đáng không thì mình có còn phải tới để họ kêu chính quyền mình giải quyết vụ này không? Dạ, nếu ổng bồi thường ra thì nói chung ra là em cũng muốn gặp nữa để cho bên công an là bên pháp luật người ta ấy thôi chứ em cũng không có gặp về pháp luật. Dạ dạ. Lúc trước là khi chưa xảy ra sự việc cái bé là nó có bình thường. Bình thường nó đâu có cái gì đâu. Nó quậy gì vậy? Dạ. Về đêm đó nó khóc không chị? Dạ có. Đêm đó nó khóc, giấc tối nhiều khi nó ngủ mơ, nó la nữa. Ra với em đi, đó đi ra chơi với em đi. Thưa cả nhà, câu chuyện mà hôm nay đến đây thì gặp một trường hợp này thật sự mà nói là mình thấy cũng khá là thương và bức xúc về câu chuyện mà khi một người đàn ông 500. Ở cái tuổi lục tuần như vậy mà là đến đây để mà xúc phạm mà gọi là xâm hại thân thể của bé. Câu chuyện là nếu mà pháp luật thì chắc chắn là cũng sẽ không bỏ qua đâu cả nhà. Và trước mắt ở đây thì Trung nhìn thấy là như chỗ chị là có hoàn cảnh là khá là khó khăn. Hai vợ chồng đi làm và nuôi tới 6 đứa con cả nhà. Rất khó khăn thì hôm nay con em đến đây thì cũng gửi cho chị món quà 2 triệu này chị nha. Để trước mắt là lo cho các bé, còn câu chuyện mà để giúp mà bé tìm ra được cái sự việc đích chân lý để bà con cộng đồng cũng như là mạnh thường quân cũng như là ngay cái người kia đền bù cho bé thì là câu chuyện là để sau. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi mà để chị an tâm mà đi làm và kiếm tiền cho nuôi bé nữa. Dạ. Dạ, nói chung là cho em gửi lời là cũng cảm ơn các anh đã đến đây hỗ trợ cho em một số tiền để em có thể lo cho bé. Hiện tại bây giờ chị có mong muốn điều gì, suy nghĩ điều gì đó chị cứ nói luôn để cho giống như là tụi em với lại tất cả mình quân biết được rất là nhiều cái ý kiến cái chị và nó phải đưa lên như vậy để cho mọi người thẳng tỉnh. Như có con em ở nhà nên dạy dỗ con em mình lại để cho con em nhận thức được cái xã hội nó xấu xa như vậy. Em mong muốn là nói chung ra là mấy anh chị này kia có con em nhỏ
là ha, cẩn thận một chút, đừng có mà ha, sơ sẩy với em. Thì nói chung ra em cũng không phải là cố tình sơ sẩy gì, mà tại hoàn cảnh mình khó khăn quá, mình đi làm mình mới bỏ con mình ở nhà vậy thôi. Chứ nếu mà em mà có đủ điều kiện ở nhà chăm sóc con là con nó không có xảy ra chuyện như vậy. Có thể sau video này cũng có những cái nhiều cái bình luận tích cực, cũng có những bình luận trái chiều về trường hợp của chị. Khi mà đứa con mình bị như vậy, sự lơi lỏng của chị đúng không? Rồi thậm chí là bởi vì chị đòi lại cái sự công bằng dành cho bé nữa. Nhưng mà ở đây thì trước mắt là Trung nhìn thấy cái trường hợp này đang là một sự hoàn cảnh đang khó khăn, và cũng đang gọi là giống như bị ép ở nhà, giống như bị ép vô cái đường như vậy. Thì chị muốn lên tiếng nói thôi cả nhà nha. Chắc lẽ là anh em cũng xin khép lại video ở đây luôn. Hy vọng rằng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp và sáng tỏ ở thời gian tới.